Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức với các ảnh hưởng của chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu. Song, một tín hiệu đáng mừng là đến nay, một số doanh nghiệp đã có đơn hàng trở lại, tạo niềm vui động lực cho người lao động. Bắt đầu từ tháng 6 đến nay thì doanh nghiệp này đã có trở lại rất nhiều đơn hàng. Công nhân được tăng ca trở lại 100%, tình hình sản xuất rất là nhộn nhịp. Đây cũng là một tín hiệu khởi sắc trong bức tranh kinh tế chung hiện nay. Thời gian vừa rồi là công việc rất là ổn định. Chung công ty có trúng rất nhiều lô thầu, cũng tạo công ăn việc làm cho anh em. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, từ tháng 5 năm ngoái, công ty đã di dời cơ sở từ khu công nghiệp Biên Hòa 1 xuống Long Thành. Khi đó có rất ít đơn hàng, doanh nghiệp lại thực hiện tái cơ cấu, nên đã giảm một nửa lao động và hiện chỉ còn hơn 280 người. Thế nhưng vài tháng nay, khi nhà nước cho phép ngành điện đầu tư, thì đơn hàng ồ ạt trở về rất nhiều, nên công nhân phải tăng ca cả thứ Bảy, Chủ nhật mới kịp tiến độ đơn hàng. Hiện nay cái hệ số sử dụng lao động của công ty là rất là cao, gần 150%, tức là thứ Bảy hàng tuần là đều làm việc tăng ca tới thứ Bảy, và Chủ nhật một số bộ phận cũng phải làm. Thì đó, nó là như vậy, thế nên bây giờ công việc là rất là nhiều. Ghi nhận thực tế tại Đồng Nai cho thấy, từ đầu năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhiều doanh nghiệp lớn phải thu hẹp quy mô sản xuất dẫn đến giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cho nghỉ việc số lượng lớn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh. Người lao động khó khăn tìm kiếm việc làm mới, người thất nghiệp gia tăng. Đến nay, tình hình hoạt động tại một số doanh nghiệp trong tỉnh đã có dấu hiệu tích cực do có đơn hàng trở lại nên cần tuyển dụng lao động mới. Riêng Bao Chen thì đơn hàng vẫn là đầy đủ, đủ cho công nhân làm, là vẫn có tăng ca, vẫn có K3, mở lại K3 vẫn là bình thường. Thì kế hoạch của đơn hàng thì có thể là kéo dài tới cuối năm. Hiện tại thì công ty rất là ổn. Đơn hàng cũng may mắn là năm nay sau dịch á, thì đơn hàng vẫn cứ bình thường, cũng tức là cũng đủ công việc làm cho người lao động tiếp tục làm. Thời gian qua dù gặp nhiều khó khăn nhất định, song nhiều doanh nghiệp vẫn có chính sách chăm lo lương thưởng đầy đủ cho người lao động. Vì vậy, khi đơn hàng có trở lại, các doanh nghiệp không có biến động lao động như trước đây.